dụng dừa có loại tác dụng kéo dài. Từ đó mình sẽ tìm cái cơ lý thuyết, mình tính toán, mình sắp xếp, mình trộn lẫn, pha trộn các cái thuốc này như thế nào để mình có được một cái dạng phù hợp. Tức là nó vừa có phủ là cái khởi phát tác dụng nhanh, nhưng đồng thời nó có luôn cái tỷ lệ của cái loại insulin có tác dụng kéo dài để mình có tác dụng tốt và đồng thời lại duy trì để chi để một ngày mình được chích lần thôi. Chứ nếu không một ngày mình chích 5-6 lần thì mệt mỏi lắm em ha. Thì đó là cái nhóm tiểu đường tiếp 1 và mỗi ngày phải bổ sung insulin. Và bởi vì insulin cấu trúc là polypeptide cho nên em không thể uống được, buộc lòng phải tiêm. Thì trong các cái đường tiêm thì có cái đường tiêm dưới da là cái đường hấp thu chậm nhất để chi vậy để cái tác dụng nó được duy trì kéo dài hơn, nhờ vậy mình giảm số lần tiêm chích trong ngày. Cho nên đó là cái đường tiêm phổ biến nhất, đó là đường tiêm dưới da, hay nhớ nha. Và các cái loại insulin khác nhau chỉ khác nhau ở các cái chất mà gắn với nó để làm cho thay đổi cái cấu trúc của cái phân tử đó, khiến cho cái thuốc đó hấp thu nhanh hay là hấp thu chậm hơn hay như thế nào đó là chỉ có cái chỗ đó thôi. Còn bản chất, các em nhớ cho cô nha, bản chất insulin resistant, insulin aspartate, insulin lactate hay đề kinh gì dân dân đều bản chất đều là gì với em? Đều là insulin hết nha. Vậy thì bây giờ cô mới qua đến cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà thật sự ra mà nói là bây giờ nó đã chiếm một cái tỷ lệ lớn nhất luôn, và cái bệnh này ngày càng phổ biến, tức là cái số người mắc ngày càng tăng, thì đó là cái bệnh tiểu đường tiếp 2. Thì tiểu đường tiếp 2 cái tế bào beta của tuyến tụy còn nhưng mà yếu, sản xuất cái insulin nhiều khi không có đủ. Đó là lý do vì sao bây giờ mình phải dùng cái thuốc gì, mình vô mình kích hoạt cái tế bào beta này giống như thúc đẩy nó, bắt nó làm việc, tăng sản xuất insulin lên. Và cái insulin mà do cái cơ thể mình tiết ra thì sẽ làm việc, thực hiện cái công việc của cái nhiệm vụ, cái trọng trách của nó được giao phó, đó là điều chỉnh và làm sao để kéo giảm nồng độ glucose trong máu xuống. Kéo giảm nồng độ glucose trong máu xuống để chi? Để cái lượng đường mà chúng ta ăn trong cái thức ăn hấp thu vô nó không bị đổ ra ở ngoài thận, tức là nó không bị đi ra ngoài trong khi cơ thể chúng ta lại thiếu đường, đúng không? Và cái nhóm thuốc đó thì cái nhóm mà hạ đường huyết này nó may mắn cái chỗ nào? Nó may mắn chỗ là có được cái dạng uống. Như vậy thì đối với cái bản chất của cái insulin, các loại đều là tiêm dưới da, nhưng mà riêng về cái nhóm mà thuốc hạ đường huyết này thì các em nhớ cho cô cặp thêm một chữ nữa là dạng uống. Dạng uống đỡ lắm mấy em, chứ những cái người lớn tuổi mà mỗi ngày mà tiêm chích hoài khổ đau lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có bốn cái nhóm thuốc mà bản chất nó có tác động là hạ đường huyết, nhưng mà đơn giản là gì mấy em? Bệnh nhân có thể dùng qua đường uống. Thì ở trên bảng này thì các em sẽ nhìn thấy của cô bốn nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm sulfonylurea. Cái này các em chỉ cần đọc cho cô sulfonylurea ngừng, đừng có đọc là sulfonylureas. Tại vì nếu các em đọc là sulfonylureas thì ai mà nghe sẽ tưởng đây là một cái men, nhưng không phải, cái này không phải là cái men, nó là cái một cái chất tổng hợp và nó dẫn xuất cái cấu trúc của nó là sulfonylurea. Cho nên các em đọc cái chữ urea ngừng cho cô. Thì sulfonylurea mà đọc chắc cũng hơi bị khó đúng không em, hơi khó nhớ. Thì các em nhớ được cho cô là su tức là chữ S là sulfonyl, cái chữ U đó là urea, mà nhóm này là nhóm su. Vậy thì tiểu đường là có cái chữ đường trong đó đúng không, là cái đường đi, cứ nghĩ đó là cái đường đi. Vậy thì có các cái xe cộ chạy trên đó, vậy thì cái xe đó là xe gì nha? Xe xu. Thì cái xe xu này là một lát cô sẽ giới thiệu là nó có hai cái loại, bây giờ cô chỉ được qua các cái nhóm thôi. Nhóm thứ hai là nhóm biguanid. Nhưng mà cái chữ biguanid bây giờ đó các em còn khó nhớ hơn một cái tên mà các em có khả năng
khó nghe đúng không? Vậy thì nếu các em nhớ nhóm Pyramid tức là giống như cái cấu trúc chính, còn nếu không các em nhớ được cái mép một bên là cũng đã quý lắm rồi ha. Nhóm thứ hai là nhóm Pyramid và một sản phẩm đó là Metformin. Thì cái thời là cô học đó là cô học hai tên thuốc Metformin và Fenformin. Thì như vậy em thấy là cái chữ Formin làm sao giống nhau đúng không? Vậy nó chỉ khác nhau cái chỗ nào? Nó chỉ khác nhau chỗ là Met, một chỗ là Fen. Đó là vì sao? Là trong cái cấu trúc của nó, trong cái công thức của nó có một cái nhánh Metin, còn cái trong cái cấu trúc của Fenformin có một nhánh Fenin. Tuy nhiên hiện nay thì cái Fenformin đã bộc lộ nhiều cái tác dụng phụ ha, cho nên hiện tại bây giờ thì người ta chỉ còn dùng chủ yếu là Metformin, cho nên các em sung sướng hạnh phúc chỉ nhớ một tên thuốc thôi ha, cũng nhóm Pyramid. Nhóm thứ ba là nhóm thuốc ức chế men, đây cái này mới là men nè, men alpha glucosidase. Đây là một cái men cô đọc hai giờ ra rõ ràng. Nhóm thuốc ức chế alpha glucosidase. Nhóm thứ tư là nhóm thiazolidin bion. Dài quá thì các em sẽ nhớ cho cô là nhóm TZD. TZD thì lát là vô cái nhóm chính thì có cái chữ này. Các em nghe TZD các em thấy có cái gì quen quen không các em? Không có nghe cái gì quen quen, có nghe gọi lấy một cái ý gì đâu à. Các em có nhớ là cái nhóm mà mình học là nhóm BZD không? À như vậy thì nhóm BZD và TZD vừa nhìn qua thì thấy quen quen, thấy quen quen nhưng không phải là quen. Có nghĩa là gì? TZD là trong cái trị tiểu đường, còn BZD là trong thuốc gì mấy em ai nói đúng không em? BZD mà có cái diazepam đó là thuốc gì? Thuốc an thần gây ngủ. À, cho nên như vậy là BZD và TZD này không có dính dáng gì nhau. Thì trong cái bệnh tiểu đường đó là TZD ha. Thì trong cái chữ TZD thì các em thấy có cái chữ T là tiểu đi, làm nhớ có cái gì đó. À, còn cái TZD là riêng. À, vậy là cái này là nhớ TZD. Thì cô xin chú ý cho các em là trong bốn cái nhóm này, trong bốn cái nhóm này thì bây giờ hai cái nhóm thuốc quan trọng đó là nhóm 1 và nhóm 2, tức là su và vét còn miên. Nên là cô sẽ giới thiệu từng chi tiết của các cái nhóm này cho các em lưu ý luôn nha. Rồi bây giờ cô xin được vô cái thuốc đầu tiên đó là nhóm su. Su là một con những cái xe Honda chạy trên đường đi à, và su là trị bệnh tiểu đường đúng không? Thì các em nhìn trên bảng của cô các em thấy có cái gì nghe? Su thế hệ 1 và su thế hệ 2 à. Cái thời của cô á nha, có Ovutamid, có Clomipramid, rồi mình gần chết luôn, quý dữ lắm. Nhưng bây giờ đến thời của các em thì đã có một cái đời sau, cái thế hệ sau của cái nhóm Sulfonylurea rồi, và cái đó ta tạm gọi là su 2, tức là su thế hệ 2. Thì những cái thuốc mà trong cái nhóm su thế hệ 2 này nó có điểm gì khác biệt so với su thế hệ 1 thì các em cứ nhớ cho cô à, đó là cái su thế hệ 2, tức là cái su đời mới thì nó có những cái ưu điểm so với lại cái su đời cũ, tức là so với su thế hệ 1. Rồi các em ghi cho cô nốt vô trong cái slide những cái ưu điểm này là để chi, để khi cô hỏi là hãy nêu ưu điểm của su thế hệ 2 so với su thế hệ 1. Các em trả lời trong các bài cho cô ha, để lấy điểm nha, đừng có để mất điểm chỗ này là thiệt hại lắm nha. Rồi cái ưu điểm đầu tiên là đầu dòng su có cái tác dụng là gắn bền chặt và lâu trên các cái receptor. Su 2 gắn bền chặt và lâu trên các receptor. Thì từ cái chỗ nó gắn bền chặt như vậy, có cái ái lực, nó có ái lực mạnh trên cái receptor, thì cái tác dụng của nó sao em? Tác dụng của nó mạnh và kéo dài hơn so với su 1.
Vậy thì cái ưu điểm đầu tiên của xương hai là gì? Tác dụng mạnh và kéo dài hơn so với xương một. Nếu tác dụng nó mạnh em có cần phải dùng liều cao không em? Không, em sẽ dùng liều thấp. Mà nếu em dùng liều thấp thì cái tác dụng phụ nó sao em? Nó sẽ ít đi. Cho nên các em gạch đầu dòng thứ hai là xu thế hệ 2 liều dùng thấp hơn. Và số lần dùng trong ngày thì sao em? Phải tác dụng kéo dài thì mình dùng ít lần hơn đúng không? Liều dùng thấp hơn và số lần dùng trong ngày cũng ít hơn. Ít hơn 2, ít hơn xu 1. Được chưa? Ghi được cái câu đó chưa? Rồi, vậy thì xuống cái gạch đầu dòng thứ ba là nếu mà liều dùng thấp thì cái tác dụng phụ sao em? Nó cũng ít hơn so với xu 1. Đó, ba cái ưu điểm của xu 2 so với xu 1. Vậy thì bây giờ khi các em đã có xu thế hệ 2 thì chúng ta sẽ có khuynh hướng dùng xu thế hệ 2 cho bệnh nhân của mình để làm chi? Thứ nhất là cái liều dùng thấp cho ít tác dụng phụ. Thứ hai là cái số lần dùng trong ngày ít thôi. Như vậy thì cái người bệnh nhân họ sẽ dễ tương thủ điều trị. À, dễ tương thủ điều trị. Rồi, vậy thì ở trong cái nhóm xu 2 và xu 1, nếu bây giờ cho các em chọn với cái lương tâm nhà nghề của mình thì em sẽ chọn xu 2 cho bệnh nhân của mình. Thì mấy năm trước vừa về đó, cô cứ nghĩ một cách đơn giản trong đầu, nếu mà giữa xu 2 và xu 1 thì chọn xu 2 cho tác dụng tốt, ít tác dụng phụ, vậy thì em sẽ chọn xu 2. Thì cô hỏi là vậy thì các em sẽ chọn xu 2, xu 1. Cả lớp đáp một cách hăng hái và vô cùng vui tươi phấn khởi. Dạ, em chọn xu 1. Cô hối hận quá chí luôn. Cô giật mình thì thật sự cô bị giống như bị sốc hàng đó. Cô giật mình quá, ủa vì sao em chọn xu 1? Thì các em cười tươi rói trong lớp luôn. Dạ, em bán nhiều mà giá rẻ hơn. Cái đó là cô khó tài trong cô. Đó là lý do vì sao hôm nay cô phải nhấn thêm cái câu là với cái lương tâm và cái trách nhiệm của người thầy thuốc, mình sẽ chọn cái loại mà hiệu quả, ít tác dụng phụ, ít lần dùng trong ngày cho bệnh nhân của mình. Rồi còn ra ngoài ra bán sao lúc đó là mấy em tự chủ hay là chủ rồi, và lúc đó là con hoàn toàn kiểm soát của cô ha. Rồi vậy thì như vậy là giữa xu 2 nó sẽ có những cái ưu điểm so với xu 1. Nếu đặt cái câu hỏi thì các em nhớ những cái điều đó để trả lời cho đúng nha. Rồi, đây là cái cơ chế tác dụng của cái nhóm xu. Cả xu 1, cả xu 2 gì, cả những cái nhóm này đều có cơ chế tác dụng giống nhau. Thì nó làm cái gì nữa em? Kích thích tế bào beta tuyến tụy tiết insulin. Rồi, bây giờ cô có đặt câu hỏi nè. Suy nghĩ nha, tỉnh bổ nha, bình tĩnh nha, lắng nghe nha, lấy dấu cộng nha. Nếu cái cơ chế chủ yếu của xu là kích thích tế bào beta của tuyến tụy tiết insulin, vậy thì có nên dùng xu để trị bệnh tiểu đường tuyết 1 không em? Ai nói không cho ta lên cô coi coi. Hai người, ai nói không nữa cho ta lên cô coi. Rồi, như vậy là mấy em kia là nói có đúng không? Vậy thì ai nói có rồi cho ta lên coi. Chết rồi, lớp này là không phải ba phải mà là đến 4-5 phải luôn. Người ta ba phải là mình đã thấy mệt rồi. Lớp này là đến 4-5 phải. Rồi, hai cái bạn mà nói là không thì có thể cho cô biết vì sao mà em cho là không không? Vì sao em cho là không? Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì tiểu đường tuyết 1 đâu còn tế bào beta đâu, đúng không? Vậy thì mình không có dùng xu, nhưng mà cô học thêm tí xíu là bởi vì bên cạnh đó nó còn hai cái tác dụng nữa. Hai cái tác dụng nữa đó là gì? Nó là tăng tính nhạy cảm của các cái receptor ở mô ngoại biên đối với insulin. Thì tiểu đường tuyết 1 sẽ tiêm insulin vô, đúng không mấy em? Ê, anh này anh làm gì? Anh giống như là cái anh hỗ trợ vậy đó, anh phụ tá vậy đó. Anh giúp làm cái tác dụng nó mạnh hơn. Và thứ hai nữa, anh ức chế nhẹ cái sự bài tiết glucagon. Mà glucagon lại là một cái thuốc có tác dụng gì mấy em? Hormone có tác dụng gì? Tăng đường huyết. Vậy thì
đối với trường hợp cái người mà bị tiểu đường tiếp một, về mặt cơ bản bản chất của người tiểu đường tiếp một bắt buộc phải điều trị bằng insulin. Nhưng nếu trường hợp hỗ trợ canxi, hỗ trợ để lấy cái tác dụng nhiều hơn để giúp cho insulin tăng được cái tính đáp ứng tốt hơn, hoặc là ức chế cái việc đừng có bài tiết ra cái nguyên nhân đâu. Thành ra khi nào cần thiết người ta cũng phụ ngoại một chút, nhưng bản chất insulin mới là thuốc điều trị chính của tiểu đường tiếp một cho các em nha. Cho nên hôm nay cô lại sung sướng hạnh phúc nói rằng những người bốn năm phải đây lại là đúng. Và tại vì sao? Không rạch ròi là không, mà cũng không rạch ròi là có, cho nên là bốn năm phải. Có nghĩa là gì? Em phải trả lời là nguyên tắc là cái người bệnh tiểu đường tiếp một không còn tế bào beta, cho nên cái cơ chế tác động chủ yếu của nhúng xu là kích thích tế bào beta thì không có chỗ để kích thích. Tuy nhiên có khả năng dùng cái nhúng xu này hỗ trợ cho các cái dạng thuốc mà tiêm với da insulin trong trường hợp cần thiết để làm gì, phụ thêm cho cái tác động của cái thuốc insulin được tốt hơn, mà đó là tại vì tăng tính nhạy cảm của mô ngoại biên với insulin và ức chế nhẹ sự bài tiết cái chất đối kháng với insulin, đó là glucagon, được chưa? Vậy thì các em còn nhớ glucagon là do tuyến nào tiết ra không em? Tuyến nào tiết ra glucagon vậy? Phải nhớ cái chỗ này, chứ không mất một cái câu hỏi trách nhiệm là đau lòng luôn, mất điểm của glucagon vẫn là do tuyến tụy tiết ra, nhưng mà cái tế bào đó là tế bào alpha, cho nên em không cần nhớ alpha beta thì không sai, nhưng em chỉ cần nhớ đó là hormone của tuyến tụy, nhớ nha. Tức là bản thân của tuyến tụy nó tiết ra hai cái hormone, mà cái tác dụng hai hormone này nó đối kháng nhau, insulin kéo giảm nồng độ glucose xuống, còn ăn glucagon thì sao nha, làm tăng cái nồng độ của glucose lên nha. Hai cái này đối kháng để chuyển giữ cái cân bằng ha, được chưa? Rồi vậy là những cái điều mà căn bản nhất, mà những cái câu trách nhiệm có khả năng xảy ra cô đã nói với các em rồi đó nha, có đó nha. Rồi vậy thì ở trong cái nhóm xu này thì khi dùng thuốc thì nó thường thường hay có các tác dụng phụ không muốn em? Ở đây cái tác dụng phụ mà không biết cô cũng có đi nói, tác dụng chính của insulin là làm hạ đường huyết, thì tác dụng phụ của các cái thuốc hạ đường huyết lại là hạ đường huyết, tức là hạ quá mức bình thường em. Thì ở đây nó có khả năng là hạ đường huyết, cho nên các em nhớ nha, khi mà gặp cái câu trách nhiệm thì nhớ bình tĩnh và cắn vô cái chỗ này, chứ để cho mình nói không, không thể được. Vậy thì tôi suy luận ra, nếu tác dụng chính là hạ đường huyết, vậy tác dụng phụ phải là gì nhé? Tăng đường huyết, hút vô cái chỗ tăng đường huyết để đỡ quên ha. Ở đây là tác dụng chính, nhưng khi em sử dụng vô trong cơ thể có khả năng nó thể hiện nặng nề hơn, tức là hạ đường huyết xấu hơn là dưới mức bình thường, khiến cho cái người đó có khả năng thiếu đường rồi loáng choáng, có khi có người là hôn mê luôn đấy em, hôn mê luôn ha, hoặc là ngất xỉu bởi vì thiếu năng lượng hay ngất xỉu. Rồi tuy nhiên những cái tác dụng mà người ta sợ của cái nhúng xu là gì? Đó là ảnh hưởng trên công thức máu, nó làm cái gì với em, nó gây ra một cái tình trạng gọi là mất các cái tế bào của máu bất xả, tức là sao em, mất rồi chết rồi không có sinh lại được, ta gọi là thiếu máu, tiêu huyết, bất sản, rồi mất các cái bạch cầu này. Đây là cái thành phần quan trọng của cái công thức máu ha, cho nên nó ảnh hưởng đến đâu em, nó ảnh hưởng trên máu. Rồi, nhưng mà nói như vậy thì cũng phải nói lại là cái tác dụng phụ này cũng là ít chứ không phải là nhiều, tức là cũng hiếm khi xảy ra, mà một cái tác dụng phụ rất là phổ biến xảy ra đó là tăng cân. Có nghĩa là sao? Khi cái người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 mà dùng nhúng xu, tự nhiên thấy cái trọng lượng sao nghe càng ngày càng tăng lên. Cái người mà đang béo phì thì sao nghe lại tiếp tục béo phì hơn. Cho nên đó là lý do vì sao đối với những người mà đương là cái bản chất là béo phì
là người ta sẽ không bao giờ dùng cái xương hết nha, bởi vì nó làm trầm trọng thêm cái tình trạng béo phì. Nhưng mà như vậy thì cô ơi, cái nguy hiểm nó nằm chỗ nào? Sao thế, đâu có gì đâu, người ta đang béo phì rồi giờ cho béo phì đúng không sao? Xin thưa với các em là những người bị tiểu đường tiếp 2 thường đó là từ tuổi trung niên trở lên. Trung niên trở lên rồi là cơ thể chúng ta nó đã trên cái đài gì đó nghe, các cái chức năng nó đều ở trong cái đường đi xuống dốc hết, thoái hóa. Mà em biết cái hệ cơ xương của cái người trung niên là chắc chắn là càng ngày càng suy yếu so với cái người trẻ tuổi rồi. Giống như cái nhà mình dùng lâu năm nghe, các cái ruột cột nó đã bị suy yếu. Thì nếu cái người mà bị bệnh tiểu đường tiếp 2 dùng cái xương mà nó làm tăng cơ thêm thì nó làm cái gì, nó làm trầm trọng thêm, gánh nặng thêm cho cái hệ cơ xương. Những cái người này mà chỉ cần đi vấp té, bởi vì đã lõm xương sẵn rồi, những cái người này mà chỉ cần đi vấp té nhẹ thôi là gãy xương rồi. Và như vậy người ta sẽ nằm một chỗ, người ta có khả năng bị hoại tử ở một cái vùng đó, và xương mà cái người lớn tuổi mà đã gãy rồi sao nghe khó mà làm lắm. Có nhiều người nằm một chỗ một thời gian, ví dụ như gãy xương đùi hay là gãy xương hám, xương hông, nằm một chỗ một thời gian là sinh ra tất cả những cái biến chứng khác, lở loét rồi sáo rồi, thì thậm chí có người tử vong, có người bị chết sau khi mà bị té nằm một chỗ nha. Cho nên đó là lý do vì sao mà đối với lại các cái người tiểu đường tiếp 2 thì đặc biệt là cái cơ địa mỏng mảnh của em, còn như cỡ như cô thì là thôi cũng uống được không sao hết, tại vì nó có tăng một chút cân cũng không thấy đâu. Bởi vì sao mình cô toàn xương không, bây giờ có tăng thêm chút xíu mà mỡ hay là nước thì cô cũng không có béo phì lên. Cho nên đó là đối với cái người mập mạp là tránh không dùng xương, tránh không dùng xương. Vậy thì xương dùng được cho người nghèo không các em? Và được chấp nhận nha, dùng được cho người nghèo. Ở đây có cái câu này nè mấy em, ở đây có cái câu này là biết ghê nè mấy em, là đối với người bị tiểu đường tiếp 1 đó các em, là người ta rất sợ nếu dùng vàng insulin, là bởi vì nãy cô nói rồi, thứ nhất nó không kích thích được tế bào beta để tiết ra insulin, người ta sợ dùng cái insulin này là bởi vì vậy nè, cái tính mà đóng góp đó nha, tức là cái tính hỗ trợ thì yếu, không có nhiều, nhưng mà lại đưa tới cái gì nha, lại còn gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn nữa. Cho nên đối với lại các cái trường hợp mà tiểu đường tiếp 1 nặng thì người ta đặc biệt là đối với những người mà có suy giảm cái chức năng gan thận, thôi đừng có dùng xung vô đây. Cái người tiểu đường tiếp 1 đó chỉ nên dùng cái gì nha, chỉ nên dùng cái insulin thôi, đừng có dùng xung. Và đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú cũng không có dùng cái dưới này, bởi vì nó ảnh hưởng gì lên em, nó ảnh hưởng trên cái công thức máu là virus. Và thứ hai nữa là nó ảnh hưởng trên cái sự phát triển trí tuệ của đứa trẻ, tại vì nếu không cái thai nhi đó mà bị ảnh hưởng trên các cái tuyến nội tiết giác, đặc biệt là nó tác động trên tuyến giáp thì nó giảm tiết cái T3 T4, là đứa trẻ không phát triển được về trí não ha. Rồi như vậy thì các cái phương pháp thuốc thì khi nào các em nhớ cho cô là cái người lớn tuổi đó các em, họ thường ít có một thứ bệnh đó, họ không có tiểu đường không, mà nhiều khi họ có bệnh lý về tim mạch nữa, và họ có bệnh lý về thần kinh nữa. Thế cái người lớn tuổi đâu có ngủ nhiều đâu, đâu phải như mình nằm xuống cái là thèm ngủ mình chết, nằm xuống lăn rồi ra ngủ, nhiều khi ngủ không đủ giấc, không đủ giờ nữa. Cái người lớn tuổi nó có rất là nhiều bệnh về thần kinh, bệnh về xương khớp, bệnh về tiêu hóa, bệnh về các cái tim mạch. Cho nên khi sử dụng mà nếu mà có kèm theo cái bệnh tiểu đường thì các em nhớ cẩn trọng cho cô, phải cân nhắc rất là kỹ. Cho nên bác sĩ bao giờ người ta cũng sẽ cân nhắc cái người bệnh nhân này có đưa kèm một cái bệnh lý gì khác không, là bởi vì nếu họ bị một cái bệnh lý gì khác thì họ đang cái dùng cái thuốc để trị cái bệnh đó các em. Ví dụ như họ đau nhức khớp xương nè, họ dùng phenobarbital hoặc là các cái dạng salicylate, hoặc là nếu ảnh hưởng trên tim mạch thì dùng các thuốc chống đau hoặc serin thì tất cả những cái đó. Còn nếu thần kinh thì dùng các cái thuốc trị trầm cảm, thì tất cả
phải nghiên cứu kỹ để chia dạy để tính toán và liệu dùng. Bởi vì nếu không sao nghe, cái tương tác giữa cái nhóm su và cái các cái thuốc đang dùng trị cái bệnh lý đi kèm đó có khả năng gây làm thay đổi cái nồng độ gây nồng độ thuốc ở trong máu và làm đặc tính tăng lên ha, hoặc là giảm cái tác dụng của cái thuốc luôn đạt nha. Thành ra cái chỗ này các em nhớ con kỹ giùm cô ha. Còn bây giờ các em có học cùng lần thì cô cũng tin là sau đó các em không muốn nhớ đâu, khi nào đụng rộn thì nó mới nhớ là ngày tăng nó lâm sàng cái chỗ đó nha. Có một lần nhìn thấy rồi mình sẽ nhớ dai hơn là bây giờ mình ngồi một chai năng. Rồi cái nhóm thứ hai cô xin giới thiệu với các em, nhóm thứ hai là nhóm mét phọng miên ha. Cái nhóm mét phọng miên nó ngay cái chỗ này lắm nghe, nó không làm giảm cái đường trong máu xuống dưới cái mức bình thường nghe, nó chỉ giảm xuống tới cái mức sinh lý bình thường thôi. Đó là lý do vì sao ảnh không có cái tác dụng gì nghe, ảnh không có cái tác dụng phụ hạ đường huyết gây chóng váng gây hôn mê do hạ đường huyết quá mạnh. Và cái thứ hai nữa, anh này có một cái đặc điểm ảnh không làm tăng cân, ảnh không làm tăng cân. Vậy thì bây giờ hai cái nhóm su và cái nhóm bivalent này mình trao đổi từ huynh cho nhau. Có nghĩa là gì? Nếu cái người đó béo phì thì các em sẽ chọn nhóm bivalent, đó là nét phọng miên. Nếu người đó gầy ốm các em có thể chọn su thoải mái. Nhưng mà như vậy thì nếu mà đối với cái người mà gầy ốm các em thấy là có khả năng có thể khi cần có thể dùng bếp một viên được không em? Được không? Cũng được, không sao hết trơn em. Tại vì sao? Tại vì nó cũng rất là ít làm giảm cân và đặc biệt là nó sẽ không làm tăng cân. Cho nên trao đổi từ huynh su thì cho cái người gầy ốm, cái tạ gầy ốm, còn bếp một viên cho cái tạ người béo mập. Tại vì các em còn trẻ các em chưa thấy ha, đến lúc mà lớn tuổi rồi tự nhiên nó ra cái hai cái trường phái kỳ luôn em. Như cô là đi dẫn cái trường phái gì, đi dẫn cái trường phái nó hay cần gầy cao, trong khi đó là một cái trường phái kia chỉ cần ăn cái gì một bữa ăn thịnh soạn thôi em, là có khi ngày mai ngày kia nó tăng cân luôn. Đó là cái trường phái dễ mập, còn cô đã ném về cái trường phái là ăn bao nhiêu cái tiêu tán đâu hết trơn. Đó là do cái gì biết không? Tại vì lớn tuổi rồi nó rối loạn cái hấp thu cái chuyển hóa, cho nên nó thành ra không còn bình thường như các em nữa, mà nó sẽ đi vào hai cái xu hướng. Cô bây giờ ăn quá sức rồi nên cô cũng không mập lên nổi. Còn có nhiều người chỉ cần ăn một bữa tiệc thôi em, ăn một bữa tiệc hoành tráng, cái chuyện đi ăn đám cưới hay là đi đám giỗ về cái là phải lo lẹ tập thể dục, lo mấy bữa sau phải lo lẹ kiêng ăn là điều. Mà tại vì nếu không thì sao nghe, tăng cân theo cái cách nó còn cô thoải mái luôn, chè bánh gì ngon cô làm lắm. Rồi thì như vậy thì cái nhóm mét phọt miên này nó được cái gì? Nó không hạ đường huyết xuống dưới mức bình thường, cho nên nó ít có gây choáng, nó có gây cái tác dụng hạ đường huyết mà là cái tác dụng phụ, và thêm nữa là không gây tăng cân ha. Cho nên các em có thể chọn cái này cho cái đối tượng bệnh nhân mà bị béo phì hoặc là béo mập ha. Rồi đó, vậy là cái mét phọt miên các em nhớ cho cô cái ý chính đó thôi là được rồi nha. Rồi còn những cái tác dụng phụ thì dĩ nhiên anh nào cũng có, anh nào cũng có hết. Rồi các em nhớ thì cô mấy cái ý chính đó đi, mà đến trường học xong thì chưa chắc gì nhớ được ý chính đó, tại là thôi rút lại là bữa nay nói ý chính trước thì được nha. Rồi bây giờ qua cái nhóm thứ ba cái nhóm thứ ba là cái nhóm thuốc ức chế cái men alpha glucosidase. Tôi báo động nha, vì đi mà quên chữ ức chế thì sao? Sai một ly nó đi sao em? Mấy giờ nó đi hết mấy điểm phải đi mấy giọng nó đi hết mấy điểm của mình. Cho nên các em nhớ cho cô, phải là thuốc ức chế enzyme alpha glucosidase, chứ đừng có sung sướng hạnh phúc viết vô liền nhóm thuốc alpha glucosidase rồi xong chết quốc. Là bởi vì sao phải ức chế cái men này, do lý do gì cô giải thích? Đó là em biết cái men alpha glucosidase nó có cái chức năng gì biết không? Ví dụ như tinh bột nè, em ăn bánh mì nè, em ăn cơm nè, em ăn bánh bông lan nè, em ăn chè vân vân, thì dưới tác dụng của cái men alpha glucosidase tất cả các cái dạng tinh bột
bột này nói chung là carbohydrate các em, nói chung là cái nhóm carbohydrate, nó sẽ được thủy giải để cuối cùng lại nó cho ra những cái đường đơn, tức là những cái đơn, các cái đơn phân tử của đường. Nhờ đó cái đường đó mới qua được màng của tế bào niêm mạc của đường tiêu hóa để đi vào trong máu, được đưa vào trong cơ thể. Vậy thì bây giờ mình ăn bánh bông lan, mình ăn chè, mình ăn ngon miệng luôn, sau đó mình uống cái thuốc ức chế cái men alpha glucosidase vô, thì mấy em đoán thử dùng con coi cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Không có hấp thụ. Cái gì xảy ra? Nó có thủy giải được cái chè hay cái bánh bông lan nó thành đường đơn để hấp thụ nha? Không có. Mà nó không có như vậy cái đường trong máu nó tăng lên mấy em. Cái nồng độ đường trong máu nó tăng luôn. Tại đâu có hấp thu đường như đâu mà tăng. Vậy thì nó không ảnh hưởng cái nồng độ đường trong máu. Đó là cái cường thế tác dụng chính của nó lúc này. Tức là em có ăn tinh bột nó cũng không biến được thành đường đơn để hấp thu vào máu, cho nên không làm tăng nồng độ glucose trong máu. Nhưng từ cái chỗ này thì nó ra cái tác dụng phụ gì, các em đoán thử giùm cô coi. Bây giờ mình ăn tinh bột, mình ăn bánh mì, mình ăn chè vô mà nó không tiêu, nó nằm đâu em? Nó nằm trong ruột, nó đem cái gì nha, sình ruột. Thế là cái gì, những cái người bình thường, những cái người như mình bình thường không có bệnh lý về cái đường ruột thì sao mình đầy hơn, mình chướng bụng. Khi nào mình đi là mình đi tiêu chảy hay mình nôn ói ra thì cái chất đó nó ra thì mình mới hết bệnh. Nhưng nếu có những người mà đang bị các cái bệnh lý gì đường ruột của em, đang bị viêm nhiễm hay là có một cái trạng thái gì đường ruột kém mà còn bị các cái tình trạng sình ruột này thì cái bệnh của mình sao em, nó xấu đi đó. Thành ra cái tác dụng của cái anh ức chế alpha glucosidase là cái gì? Để khi nào bệnh nhân tiểu đường mà lỡ kiêng cử quá trời đúng không em? Kiêng dữ lắm. Khi mình kiêng thì có lúc mình cũng thèm, chứ đúng không? Nhiều khi tự nhiên cái mùi bánh bông lan nướng trong cái lò vừa mở nắp ra nó thơm lừng, nó khiêu khích mình, nó khiêu gợi quá. Cái thế là một lát mình ăn xong thì sao? Bây giờ hối tận, không thể giờ móc ẩm nhau ấy ra. Bây giờ mình làm sao? Dùng thuốc. Thế là dùng cái thuốc nhóm ức chế alpha glucosidase để cái lượng đường trong cái miếng bánh lớn mà mình ăn nó không hấp thu vào máu, nó không chuyển hóa thành glucose để hấp thu vào máu. Cho nên đối với lại một cái cơ chế như vậy thì cái tác dụng nó sao nghe? Yếu xìu à. Tác dụng nó rất là yếu. Thông thường người ta sẽ dùng cái thuốc này để đi làm gì nghe? Để đi bổ trợ cho hai cái nhóm chính mà nãy con nói. Hai nhóm chính là nhóm gì nghe? Su và gì nữa? Su và metformin khi cần phải hỗ trợ vô thêm tâm phục vụ cái tác dụng nha. Rồi bây giờ qua tới cái nhóm thứ tư, qua tới cái nhóm thứ tư đó là cái gì? Đó là cái nhóm mà nãy cô nói với em đó, cái nhóm thiazolidinediol, viết tắt lại là TZD. Nhớ nha, cái này đi thi đừng có quýnh liếc liếc qua cái người sao chẳng thấy cái gì ZD ta đưa liền VZD rồi xong quên luôn. Là tại vì sao người ta viết là TZD người ta nhận quên số điểm, còn mình viết VZD mình ăn cáo lỏng. Tại vì sao VZD không viết gì trong này cho mấy em? VZD là benzodiazepine, là thuốc an thần nghe ngủ nha, nhớ nha, hai cái đó là độc lập không có dính gì hết. Thì trong cái nhóm thiazolidinediol thì cái tên, cái đuôi của nó nè, cái đuôi tận cùng của nhóm thuốc này là glitazone. Vậy thì ta có cái gì? Rosin glitazone, rồi có pyro glitazone vân vân. Thôi bây giờ cũng bắt em nhớ nhiều quá, nát lên ra khỏi lớp lên không còn cái glitazone nào. Thì thôi thì bây giờ cho nhớ một tên gọi là có một cái gì đó dằn túi đi về luôn, học xong luôn có tên thuốc nào thì mất. Thì cô Hồng là Rose. Vậy thì các em nhớ cho cô Rose Litazone là cô Hồng dạy bài tiểu đường, các em nhớ cái tên thuốc đó, nhớ TZD. Rồi vài bữa đi thi tự nhiên cô nghe nhoi ở trong cái phòng thi cô Hồng tiểu đường rồi cô cũng tàn luôn với mấy em luôn. Là tại vì á mấy em nhắc nhau cô Hồng tiểu đường là đấy, cho mấy em nhớ qua cái Rose Litazone. Cô đi ngang cô thấy mà thôi chắc cô cũng như kiếm cái đào cứ đắp để chung xuống cho rồi đúng không?
Rosiglitazone đó là nhóm TZD, và trong cái nhóm thuốc trị bệnh gì mấy em? Trị tiểu đường và giảm gì đấy mấy em? Và uống nó nằm ở trong bốn cái nhóm thuốc hạ đường huyết và uống. Rồi vậy thì là cái bài tuyến tụy tới đây là được chưa mấy em? Được phải ha, mình đi qua được tuyến giáp rồi nè, mình qua được tuyến tụy rồi. Bây giờ cô xin các em, tại vì đầu óc mình còn tỉnh táo, từ tỉnh một cô đi qua với các em để lấy tuyến nữa cực kỳ quan trọng cho cơ thể nha, đó là tuyến thượng thận nha. Còn cái bảng mà phía dưới là cái bảng mà cô đã viết về tính chất cho các em và các cái yếu tố để cho các em sau này tham khảo thôi, chứ liều lượng cô không có nhớ đâu nha. Rồi bây giờ cô sẽ đi qua cái hormone của cái tuyến thượng thận. Thì cái hormone của tuyến thượng thận đầu tiên hết là cho các em thấy cái vị trí của tuyến thôi. Tuyến giáp thì nằm ở cổ của cô em, tuyến tụy thì nó nằm ở ngay cái chỗ cái quai ruột non, cái đầu, cái phần nối liền với dạ dày, ta gọi là cái quai tá tràng. Và tuyến thượng thận là hai cái tuyến nhỏ, nó nằm úp trên đầu của hai cái quả thận. Bởi vì nó nằm trên đầu của quả thận cho nên có chữ là thượng thận nha, nó nằm trên đầu là thượng thận. Vậy thì bây giờ cô sẽ xin giới thiệu với các em cái cấu trúc và các cái hormone do cái tuyến này tiết ra. Nếu mà chúng ta cắt ngang cái tuyến thượng thận thì người ta sẽ thấy rằng nó có cấu trúc của nó rõ rệt hai phần. Một cái phần chính giữa này nó đang ở trong sâu là phần tủy thượng thận, và cái phần vỏ bên ngoài, cái phần bên ngoài ta gọi là vỏ thượng thận, nam vỏ thượng thận. Tuy nhiên khi nhìn dưới kính hiển vi đó các em, thì ngay cái cấu trúc của cái vùng vỏ thôi nha, tất cả cái vùng nãy giờ cô đề cập tới, thì ngay trong cái vùng vỏ thôi thì người ta thấy rằng cái cấu trúc tế bào cũng không giống nhau hoàn toàn. Mà những cái tế bào ở ngoài rìa cùng của cái tuyến thượng thận, thì khi em lắc cái ống vi cách thì em nhìn thấy nó giống như các cái cục nó nổi lên hạt vậy đó. Cho nên ta gọi cái vùng đó là vùng cầu glomeruloza. Và cái vùng cầu này vẫn là của vỏ thượng thận nha em. Thì tại vì cái chữ vỏ thượng thận là cortex, cortex là cái vỏ nha, vỏ cây vỏ gì cũng là cortex. Thì ở đây là cái vỏ thượng thận có cái chữ là cortex, cho nên cái hormone do cái vỏ thượng thận tiết ra nó có tên là corticosteroid. Nhưng mà bởi vì người ta ghi nhắc cái chữ corticosteroid để gì? Để gửi gắm cho các em luôn luôn nhớ bản chất cái cấu trúc hóa học của các hormone này là cấu trúc gì với em? Steroid. Cho nên nếu các em nói là corticosteroid cũng được, mà mấy em mới gọn lại cho đừng có rắc rối lúc phát âm. Corticosteroid cũng sao nha, đó là từ cortex, từ cái vỏ thượng thận và cortex ra corticosteroid. Vậy thì cái nhóm này là tiết ra là mineralocorticoid, tức có nghĩa là gì? Bản chất vẫn là hormone của cái vỏ thượng thận, nhưng mà nó làm gì thế? Nó có một cái đặc điểm đặc trưng của nó là trên sự chuyển hóa các cái thứ khoáng, cho nên đó là do vì sao nó có cái chữ mineral. Ví dụ như em uống nước khoáng thì em gọi là nước khoáng thì là có cái chữ mineral. Thì như vậy đây là mineralocorticoid, viết tắt lại cho nó gọn luôn đi, MC. MC mineralocorticoid viết tắt là MC. Thì cái một cái mô ở kế cận của cái mineralocorticoid, tức là kế cận cái vùng cầu, thì người ta thấy những cái tế bào nó giống như nó kết lại những cái dạng giống như là những cái bó dài, những cái sợi dài, ta gọi là vùng bó. Thì cái vùng bó nó nằm ở phía trong của cái vùng cầu thì nó sẽ tiết ra corticoid, tại vì corticoid là hormone của cái vỏ thượng thận nên bản thân nó vẫn là corticoid. Nhưng nó lại có cái tác dụng của nó hiệu ứng vào cái sự chuyển hóa protein, glycid, lipid, và đặc biệt cái chức năng nó làm gì với em? Chức năng nó là tăng glucose trong máu, cho nên người ta gọi nó là glucocorticoid, và viết tắt là chữ gì với em? GC.
có, ở chỗ thuộc nhiều giỏi luôn em, nhưng mà sát với bên trong thì tủy cẩn thận thì nó lại tiết ra cái gì em, nó lại gọi là cái vùng lưới, là cái cấu trúc nó là cái như là lưới, thì nó lại tiết ra androgen. Androgen bây giờ người ta dùng cái từ này để chỉ chung các cái hormone sinh dục nam. Hormone sinh dục nam ta gọi là nhất là androgen. Vậy thì các em đã có từng nghe nói đến chữ estrogen chưa em? Nghe rồi đúng không? Nghe rồi. Vậy thì estrogen là hormone sinh dục gì với em? Hormone sinh dục nữ. Bên đây là nữ, còn bên đây là nam, androgen. Cho nên túm lại là trong cái vùng vỏ này nó có ba cái cấu trúc khác nhau, tiết ra MC, tiết ra GC, tiết ra androgen. Thì cô xin hẹn với các em cái androgen đó để mình tìm hiểu trong cái hormone sinh dục ha, hormone sinh dục nam. Còn cái vùng tủy thì nó lại tiết ra adrenaline và noradrenaline. Không biết các em có nghe cái từ adrenaline với noradrenaline quen không các em? Quen, cô thấy nhóm này gần đầu quen, còn nhóm này cô biết được cái đáp gì rồi, không biết có nghe. Vậy là cô hỏi thử thôi, các em có nghe cái noradrenaline ở trong cái hệ thần kinh nào không em? Hệ thần kinh gì? Hệ thần kinh thực vật mà mình có hai cái hệ, hai cái nhánh là một cái hệ trực giao cảm và cái hệ đối giao cảm. Thì cái hệ mà trực giao cảm đó thì nó tiết ra cái chất mà trung gian hóa học của nó là gì nghe, là noradrenaline. Cho nên cuối cùng cũng xin sung sướng hạnh phúc báo tin cho các em là nguyên cái slide này cuối cùng lại còn có hai chữ nữa xíu thôi, đó là chữ gì với em? M và C và G C thôi, tại vì anh tu gian để qua cái bài cơ quan sinh dục nam. Còn cái phụ tỷ là tiết adrenaline và noradrenaline mình để qua đâu em? Mình để qua bên cái hệ thần kinh thực vật. Cuối cùng lại, túm lại là trong cái bài một môn kiếm thường bỏ thường thận này, các em khu trú lại cho cô hai cái, đó là mineralol corticoid MC và glucocorticoid GC, được chưa? Nha. Và cuối cùng lại còn có hai cái chữ nhỏ này thôi nha em, đơn giản chưa em? Thank you.
cộng nha, nâng trở về mức sinh lý bình thường. Và nguyên cộng dạng nãy giờ nguyên cái nội dung cô nói đó là cơ chế điều hòa ngược âm tính. Đây có chữ negative, negative. Thế nào trong đầu các em, đặc biệt là các cái nhóm này, là cái nhóm này một suy nghĩ tư duy ghê gớm lắm. Thế nào trong đầu của các em diễn ra có một cái câu hỏi diễn ra đã có cơ chế điều hòa ngược âm tính, vậy là phải có cơ chế điều hòa ngược dương tính không? Có không? À, thế nào các em cũng đang là câu hỏi đó. Thì cô hỏi chút xíu nữa là cô nói tới cơ chế điều hòa ngược dương tính à, các em ha. Bây giờ trước mắt đây là cơ chế điều hòa ngược âm tính. Rồi, thì người ta còn nói là bên cạnh cái hoạt động của cái tuyến võ thượng thận là bên cạnh cái tác dụng của hạ đồi tuyến yên, tức là trong cái hệ trục hạ đồi tuyến yên tuyến võ thượng thận, nó còn hoạt động theo hai cái yếu tố nữa, đó là cái nhịp ngày đêm. Thì cô chỉ bật mí vậy thôi, là giai đoạn của tuyến thượng thận rất là cần thiết, rất là cần thiết cho chúng ta. Một ngày chúng ta hoạt động, cái môi trường trong cơ thể chúng ta nó xáo trộn để chi vậy, nó thay đổi theo cái nhịp hoạt động, tức là lúc các em chạy nhảy, các em nghỉ ngơi, các em lao động nặng, các em lái xe, các em suy nghĩ thi cử, tất cả nó đều xáo trộn ở trong cơ thể để chi nhằm mục đích phục vụ cho cái hoạt động của các em đang diễn ra. Vậy thì các em đón thử coi tuyến thượng thận cần thiết cho cơ thể chúng ta như vậy. Vậy thì đến tối mình giảm bớt cái hoạt động để chi vậy mình ngủ để mình nạp tái tạo lại năng lượng cho cơ thể, thì theo các em tuyến thượng thận sẽ hoạt động giảm đi hay tăng lên? Giảm hay tăng? Lúc mình ngủ em thì tuyến thượng thận hoạt động giảm đi hay tăng lên? Nói thử coi, áo đỏ nói thử coi. Theo em lúc mà mình nghỉ ngơi đúng em, thì cái tuyến thượng thận nó tăng hoạt động hay nó giảm hoạt động? Ai nói tăng cho ta lên tôi coi coi, bạn giảm đưa ta lên một phải thôi chứ mình không có ba phải, mình một phải coi, tăng đúng không? Em nói tăng đúng không? Em nói gì? Em nói giảm. Còn ai có ý gì khác không? Đừng nói không tăng không giảm nha, tôi khóc lắm. Ai nói tăng, ai nói tăng cho ta lên đi, ai nói giảm cho ta lên đi. Trời ơi, cái lớp này cô thấy 4, 5, 6 phải rồi, bữa nay tặng cho các em một phải nữa là 6 phải. Bây giờ cô nói nghe này, tuyến thượng thận nó cần thiết cho cơ thể của mình, nó phải giúp cho cơ thể chúng ta làm sao hài hòa phục vụ cho các cái hoạt động khác nhau. Cho nên ban ngày mình hoạt động nhiều đúng không mấy em, thì tuyến thượng thận nó cũng hoạt động mạnh để chi nó phục vụ cho mình, mà nó cân bằng nội môi trong cơ thể, không để xáo trộn xảy ra. Ban đêm mình nghỉ ngơi, tất cả hoạt động của mình sao em suy giảm hết, thì tuyến thượng thận cũng giảm. Cho nên đó là lý do vì sao mà người ta nói tuyến thượng thận nó cũng thức ban ngày và nó cũng ngủ ban đêm. Nó cũng ngủ ban đêm bởi vì sao? Nó tương thích với cái hoạt động, cái trạng thái sinh lý cơ thể ha. Cho nên ở đây các em thấy có một yếu tố ảnh hưởng trên cái nhịp tăng và cái quý đó là chị em, cái nhịp ngày đêm, tức là cái nhịp sống của mình em, cái nhịp sinh hoạt ngày đêm ha. Cho nên bên cạnh cái cơ chế điều hòa ngược thì nó còn chịu ảnh hưởng của cái nhịp ngày đêm. Rồi một cái yếu tố thứ ba ảnh hưởng cực kỳ quan trọng em, yếu tố gì đi mấy em? Stress. Thì cái chữ stress bây giờ người ta dùng luôn để trị cái trạng thái, để chỉ cái trạng thái cơ thể chúng ta đang đặt vào cái tình trạng nguy kịch, đe dọa tới sự xáo trộn cái hàm số nội môi của cơ thể, có khả năng gây tử vong. Cho nên cái từ stress chúng ta bây giờ, tại vì mình hay có cái gì chút xíu cái mình nói là mình bị stress quá đúng không em? Ngày mai đi thi rồi bữa nay mình nói con bị stress đó, cô đừng có cho em thêm cái thông tin gì nữa, em bị xịt chích lắm rồi. Thì đó là tại vì sao, đó chỉ là một cái mức độ thôi, mức độ căng thẳng thần kinh thôi, mình hay dùng chữ stress. Chứ cái chữ stress bây giờ là nếu cái mức độ nặng đó em, là người ta chỉ ra một cái trạng thái cơ thể chúng ta đang đối diện với một cái tình trạng rất là khẩn trương, và cái tình trạng này nếu không xử lý kịp thời xáo trộn hết cái sự cân bằng cơ thể và có nhiều cái nguy cơ tử vong. Vậy thì cái stress ở đây thường hay chỉ cái gì? Không phải chỉ có cái sự chấn thương của cái thể xác thôi nha em, chấn động
động tinh thần cũng được đỡ stress luôn nè. Có những người là họ bị thất tình. Thất tình là một cái chấn động em, chấn động tinh thần quá nặng nề luôn, là có khả năng là đi mưu sinh luôn các em. Tức có nghĩa là gì? Cơ thể bị đe dọa rất là nguy hiểm. Hoặc là mình đi ra đường mình gặp một cái tai nạn chấn thương cái sọ não, là một cái chấn động cực kỳ lớn, hoặc là một cái phẫu thuật, một cái cuộc đại phẫu thuật mất rất là nhiều máu, cắt bỏ một cái tạng gì đó quan trọng, thì đó là một cái trạng thái chấn động. Và cái chấn động này có khả năng đe dọa tới sự sống còn, cái sự sống còn của mình, thì lúc đó ta gọi là stress. Thì một lát cô sẽ giới thiệu với các em cơ chế điều hòa ngược dương tính. Và cơ chế điều hòa ngược dương tính sẽ xảy ra khi cơ thể chúng ta đối diện với lại một cái chấn động có khả năng đe dọa tính mạng, ta gọi là stress nha. Vậy thì nếu ngày mai đi thi mà bữa nay hơi căng thẳng một chút cũng là có stress, nhưng mà mức độ gì thôi, không có xin dê, không có xin dê đâu. Còn những cái chấn động mạnh, ví dụ như bị một cái vết thương mà nó chảy ra ồ ạt, là lúc đó có khả năng đe dọa tính mạng, là lúc đó cơ thể chúng ta đối diện với nguy kịch, tức là chúng ta đang đối diện với một trạng thái stress nha. Và bây giờ nhớ nha, stress có nhiều mức độ nha, ngày mai đi thi mà cũng có stress stress nha. Rồi, thôi bây giờ cô xin qua cái nhóm MC, là nhóm Miranando có tiết tuyết. MC có hai hormone chính, hai cái MC chính. MC đầu tiên mà chính nhất luôn á, chính thiệt là chính luôn á, là androsterone. Bởi vì sao? Cái lượng tiết ra chủ yếu đó là cái hormone, là cái MC chủ yếu. Tuy nhiên vì sao ở đây cô bắt các em nhớ tới hai tên, mà thôi sao cũng cho em nhớ một tên cho nó dễ nhớ, như là cho nó được chắc thì sẽ bắt em nhớ hai tên. Thì cái chất thứ hai, hormone thứ hai cũng của là thuộc cái MC, tức là corticoid của cái vùng cầu của cái mỡ thượng thận, đó là desoxycorticosterone. Chữ này dài quá, thế nào mà mời các em là thế nào cũng lẹo lưỡi. Nhưng cuối cùng lại nó luôn cái tiếng tóm tắt cho rồi, DOC. Nhưng mà các em còn nói với cô tắt DOC sẽ thấy cũng còn dài cho em tắt luôn còn đốc. Thì nhưng mà nó ác hại cái chữ đốc của em, nó có nhiều cái đặc điểm. Ví dụ chẳng hạn như các cái bác sĩ mà họ gặp nhau với em, họ đâu có kêu nhau là bác sĩ, bây giờ ta kêu tắt lại là bác, đúng không? Doctor, ta không kêu doctor, ta kêu gì nghe? Đốc. Cho nên cuối cùng lại, chỗ này xin các em phát âm cho cô là D, O, C, để biết đây là cái hormone là từ chữ viết tắt của desoxy, còn corticosterone. Và ngoài ra, cũng xin giới thiệu với các em hiện nay các cái chế phẩm mà thuộc cái MC, mà các cái thuốc của em, các thuốc trên thị trường, đa phần nó được dẫn xuất được bán tổng hợp hoặc tổng hợp từ cái DMC. Cho nên đó là lý do vì sao cái MC các em chịu khó nhớ hai tên, còn nhớ một tên, đó là nhớ androsterone. Đây là cái MC tự nhiên do cái tuyến vùng cầu của tuyến thượng thận tiết ra, còn cái DOC cũng là do vùng cầu tuyến thượng thận tiết ra, cái tỷ lệ rất là ít. Còn bên ngoài các chế phẩm thì ta tổng hợp, bán tổng hợp thì dựa trên cái công thức của DOC. Mà có một cái thuốc mà để cho dễ đọc luôn, đó là cái DOC giảm muối gì mà giảm gì nghe, DOC mà cái giảm muối là giảm muối acetat. Cho nên có một cái chế phẩm trên thị trường là gì? Duca. Duca của mình đọc thì thấy hay hơn, dễ nhớ hơn là đốc, đúng không? Cho nên ở đây Duca, đây là giảm muối acetat của đề xuất si còn tư cholesterol. Duca chế phẩm trên thị trường năm nay. Rồi ở trong cái slide này, nếu cần cho các em nhớ chú ý cái điều gì thì các em nhớ cho cô ở đây. MC có cái chữ Mineralo ở đằng đầu, tức là nó tập trung chủ yếu vào cái sự chuyển hóa gì nè, các cái chất hóa, các cái nhóm hóa. Nhưng mà ác hại khi mà nó thay đổi cái nồng độ của nhóm hóa, nó tăng hết.
mineralo và fluid là có tác dụng trên sự chuyển hóa muối và nước, là không có sai nha em. Và tại vì sao hai cái này nó hay đi cạnh với nhau, cô chỉ cần ví dụ cái này là các em mường tượng ra liền. Em biết một cái phân tử glucose nha, cái đường đơn một phân tử glucose nó có 6 nhóm OH, trong cái cấu trúc của nó có 6 cái nhóm OH. Thì khi mà 6 cái nhóm OH này thì thường nó sẽ gắn theo 6 phân tử nước, cho nên cứ một phân tử glucose mà được đào thải ra ngoài trong bậc tiểu đường nha, nó lôi kéo thì mất thêm 6 phân tử nước. Cho nên ở đây các em nhớ cho cô, sự chuyển hóa các cái chất khoáng nó gắn liền với cái việc mà giữ nước lại hoặc là mất nước đi. Cho nên ta bảo rằng đây là cái hormone môi có tác dụng cho sự chuyển hóa muối, muối tức là chất khoáng nha, và nước. À, rồi có chữ mineralo các nhớ cho cô nha. Thì cái sự sự tiết androsterone nó còn nó phụ thuộc vào cái thể tích máu, nó sẽ phụ thuộc vào thể tích máu và nó tăng tiết khi thể tích máu giảm, và nó sẽ giảm tiết khi cái thể tích máu tăng. Androsterone, nếu các em đọc tài liệu các em sẽ thấy ta ghi là androsterone còn được gọi là hormone sinh tử. Nghe chữ hormone sinh tử thấy quan trọng không em? Quan trọng, rất là nghiêm trọng. Vì muốn nói lên cái giai trò gì, cái giai trò rất cần cho cơ thể. Vào những lúc mà cơ thể chúng ta mất máu quá nhiều nha, huyết áp tụt xuống đột ngột, thậm chí đo huyết áp không có luôn, không ra số luôn, là lúc đó cái giai trò của androsterone cực kỳ quan trọng. Nó sẽ tăng tái hấp thu dòng natri, nó giữ nước lại để làm gì nha, nó nâng cái thể tích máu lên. Cho nên vào những cái lúc mà chúng ta mất máu quá nhiều thì androsterone có cái nhiệm vụ giữ nước lại. Mà muốn giữ được nước thì nó giữ cái gì em? Nó giữ ion natri. Cho nên thường thường nó đi luôn cặp bài trùng là giữ ion natri, giữ nước để làm nâng cái huyết áp lên. Vậy thì các em sẽ hỏi cô, cỡ xuống bao nhiêu cái huyết áp mình nói là tụt, cỡ xuống bao nhiêu mới gọi là quá thấp hả cô, để cho cái vai trò của androsterone nó bộc lộ? Thì xin thưa với các em, ở đây có em nào mà đã thường hay đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm không? Mấy em đi làm mà các em có khám sức khỏe định kỳ không em? Cơ quan có cho đi khám. À, em áo đen nè, em đi khám sức khỏe định kỳ, huyết áp em là bao nhiêu? Trăm hai trăm ba. Rồi có con số gì khác không? Thì chỉ có trăm hai trăm ba. Hai con số, đúng không? Huyết áp của mình thường có hai con số, số lớn, số nhỏ. Hùng, huyết áp của em là bao nhiêu Hùng? Mấy? Là cái con số lớn 120 là huyết áp tâm thu, còn cái con số nhỏ là huyết áp tâm trương. Em biết khi mà em bị mất máu nhiều mà huyết áp mà đo không thấy luôn em, là khi huyết áp tâm thu là dưới 50 mm/Hg, tức là sao? Thấp hơn cả luôn cái huyết áp tâm trương bình thường, là lúc đó là nguy kịch tính mạng, có khả năng tử vong. Lúc đó androsterone sẽ ra tay, nó sẽ làm sao giữ ion natri, giữ nước lại để nâng huyết áp lên. Em biết sử dụng corticoid sau đó thì một lát em sẽ thấy rằng từ từ cái huyết áp nó dần hồi phục và dần dần người ta bắt mạch được, người ta đo được huyết áp, còn trước đó mất luôn mạch trị rồi cái huyết áp quá thấp, quá thấp, quá không đo được, nguy kịch. Đó là lý do vì sao người ta còn gọi androsterone là hormone sinh tử, tức là nó rất cần cho cơ thể chúng ta. Và những lúc gì nghe, những lúc nguy kịch khi mà máu mất quá nhiều, không còn đo được huyết áp, có khả năng đe dọa tính mạng luôn á nha. Vậy thì tóm lại nguyên trong cái phần MC này, nếu có hỏi, chỉ có hỏi cái câu quan trọng vì sao androsterone được gọi là hormone sinh tử hay là sinh mạng cũng được. Các bạn nghe cái chuyện đó là biết có liên quan cái gì nên liên quan những cái sống với cái chết. Vì sao androsterone được gọi là hormone sinh tử? Có ai trả lời giùm cô được không? Để cả lớp mình ôn bài đến lúc mình ra thi gặp câu này là làm đúng hồn hết, không ai làm
nào sai? Ai cùng ai trả lời cùng cô? Ai? Em, được không em? Trả lời lại những cái gì nãy giờ cô nhắc. Tức là ta gọi aldosterone là hormone sinh tử vì cái vai trò của nó sao em rất quan trọng. Khi cơ thể mất máu quá nhiều sao em tụt huyết áp có khả năng truyền tim mạch tử vong, thì aldosterone sẽ giữ nước lại để nâng cái huyết áp lên. Cho nên đó là lý do vì sao aldosterone được mệnh danh là hormone sinh tử. Ha. Còn bình thường em không thấy rõ, nhưng khi nguy kịch em sẽ thấy rõ cái vai trò của hormone này. Vậy thì cả lớp nếu đặt câu hỏi đó trả lời được các em được chưa? Nếu mai mốt cô ra câu này mấy em có trả lời được không? Nếu mấy em trả lời được thì cái đó là niềm hạnh phúc của cô. Còn nếu cô đặt câu hỏi mà mấy em lại trả lời không được thì đó là đau lòng. Tại vì cô cũng có tính hại nha, cô muốn hỏi để cho các em có điểm nha. Rồi chỉ cần ghi nhận cái chỗ đó thì cô nha. Thì bên cạnh cái chuyện mà giữ trong natri giữ nước lại dưới vai trò của ai, dưới vai trò của aldosterone, cơ thể chúng ta còn một cái hệ nữa, đó là hệ RAA. Đây R là renin, A là angiotensin và A cuối cùng là aldosterone. Vậy thì trong này có cái chữ hormone của MC không em? Có, đó là aldosterone. Vậy còn angiotensin ở đâu ta? Angiotensin đây là một cái chất có tác dụng gì nè? Co mạch. Một anh aldosterone giữ natri giữ nước lại, một anh angiotensin co mạch lại. Thì khi angiotensin nó co mạch lại, nước nó đâu có được nào thải ra ngoài, ra ngoài nước tiểu, đúng không? Nó bị giữ lại trong mạch, nó bị co lại, nó không có bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu, nó ở lại trong cơ thể. Nó sẽ dâng cái gì nè? Nó sẽ dâng huyết áp lên. Cho nên cái hệ RAA đó là cái hệ thống dùng để điều hòa hệ tiết máu, điều hòa huyết áp của cơ thể. Còn khi mà các em bị bệnh cao huyết áp thì các em sẽ dùng thuốc để ức chế cái hệ này, để kích thích cái hệ này mấy em. Ức chế cái hệ này hay là em kích thích cho hệ này hoạt động mạnh lên? Ức chế hay là kích thích? Ức chế cái hệ này để chi vậy? Để chi? Để nó không co mạch, để nó không giữ ion natri và nước. Do đó mà nước sẽ bài tiết qua tiểu, qua đường thận nhiều hơn, ra nước tiểu nhiều hơn. Thế là huyết áp sao em? Giảm xuống. Được chưa? Nếu câu này hỏi có bị biến gì không ta? Có gì trục trặc không em? Không có trục trặc, đúng không? Được chưa các em ha? Bên này sẽ thấy có vẻ hơi trầm tư, suy tư một chút. Được không? Nhớ nha, tại vì sao? Tại vì lúc mà các em ra thi, những cái câu trắc nghiệm nó quá là phải nhanh, mà các em chỉ cần ức chế, kích thích nhanh hay chậm, giảm hay tăng, mà cố rối một cái là đánh vô trầm lớp lỗ nha. Được chưa? Rồi thì cái nhóm mà cái nhóm MC là cái giai đoạn của nó là giữ natri, aldosterone với giữ natri. Và cuối cùng là nó giữ luôn cái gì lại anh em? Giữ luôn lại nước, nó không, nó giảm bài tiết qua thận. Giữ natri, giữ nước lại thì nó sẽ làm gì nha? Huyết áp sẽ tăng lên. Nhưng mà cơ thể của mình đó các em, cơ thể của chúng ta rất là sòng phẳng, luôn luôn nó phải làm mọi cách để duy trì cái sự hành định, cái cân bằng về nội môi, tức là cái môi trường trong cơ thể luôn luôn đang hành định, và các cái nước ion, các cái điện chất điện giải nha, nó phải cân đối với nhau. Cho nên bây giờ tự nhiên cái anh aldosterone này anh tăng tiết ra, em giữ natri, anh giữ nước lại, tức là anh đã giữ cái ion gì lại nha, em đã giữ cái ion dương, tức là anh giữ điện tích dương, thì như vậy nó sẽ làm xáo trộn cái điện tích của cái cơ thể chúng ta. Thận đâu có chịu đâu, thận không chịu. Anh giữ natri của tôi thì anh phải trả lại cho tôi một cái gì đó có mang điện tích dương chứ, để tôi cân bằng cái điện tích dương ở trong cơ thể. Thì bây giờ giữ natri thì một lần phải tìm cái gì khác trả ra, thì trả cái gì ra nhé em? Trả kali. Trả kali không đủ thì trả luôn cái gì nhé em? Trả ion H cộng luôn.
hàng C này thời gian dài hoặc liều cao, thì các em đoán thử cho cô tác dụng phụ nó là cái gì đó. Ai đó đúng đi là khỏi học nữa, là coi như là đậu cái phần này, cái chương này rồi. Nếu mà cái tác dụng của nó là giữ natri, giữ nước, mất kali, mất H cộng, thì nếu chúng ta dùng liều cao của cái hormone này, ta sẽ gặp cái tác dụng phụ. Cái tác dụng phụ gì? Tác dụng gì? Nó giữ natri, giữ nước thì nó gây gì thế em? Gây phụ. Rồi còn gì nữa, cao nữa là gì? Tăng huyết áp. Nó mất kali thì em biết cái dòng kali rất cần cho các cái đĩa cơ, tức là các cái co thắt hoạt động của các cái cơ của chúng ta. Trong đó có một cái cơ mà không có kali làm gì không nổi. Em biết cơ gì nha? Cơ tim đó. Cơ tim mà nó làm gì không được là mình sao em? Mình mệt mỏi rồi đó. À, mấy em rất là gọn luôn, sòng phẳng luôn, chết. Thành ra nhớ cho cô, cái chỗ này em mất nhiều kali, em chưa chết nhưng mà cơ thể em nhiều hết. Và cái hệ tuần hoàn không làm gì được nếu mà cơ tim không đủ sức co bóp em. Làm sao đẩy nó như vậy tuần hoàn? Cho nên đó là lý do vì sao mà giữ natri, giữ nước thì em suy ra nếu mà dùng liều cao thời gian dài tác dụng phụ sẽ là gì với em? Phù, tăng huyết áp, mất kali thì làm gì với em? Nhược cơ ra. Và mất cái dòng H cộng thì bây giờ pH của máu là trở nên kiềm với axit em. À, nó trúng cái này thì cô biết là còn còn thích. Còn ai mà đã được gặp chỗ này cô biết cả một buổi rồi. Bây giờ máu sẽ bị cái gì với em? Sẽ là nhiễm kiềm. Nhưng cô xin thưa với các em, nhiễm kiềm hay nhiễm toan gì của máu cũng đều nguy hiểm đến tính mạng hết. Nhưng mà cái người bác sĩ trong các khoa cấp cứu, người ta sẽ biết em nhiễm kiềm thì người ta sẽ bổ sung cho các em những cái chất gì vô. Và nếu người ta biết các em bị nhiễm toan thì người ta sẽ bổ sung những cái ion gì vô. Cho nên nhiễm kiềm, nhiễm toan sẽ phục vụ cho cái chuyện mà điều trị trong cái trường hợp cấp cứu. Còn cơ thể của mình nhiễm kiềm hay nhiễm toan gì cũng đều xấu hết, cũng đều không có tốt hết. Tại vì sao? Cơ thể chúng ta phải luôn luôn có một trạng thái cân bằng nha. Rồi, vậy được chưa? Được chưa? Vậy nếu cô hỏi tác dụng phụ, hãy kể tác dụng phụ của MC. Kể đúng ta. Phụ, tăng huyết áp, nhược cơ, nhiễm kiềm máu. Đúng không? Rồi, như vậy là nãy giờ là cô dỗ đề thi trơn trọi rồi nha. Tất cả những cái đó là các em nhớ cho cô, hiểu cho đúng, cho chắc, thì chắc chắn là các em sẽ trả lời được hết. Ha. Rồi, người ta sẽ điều trị để dùng cái MC này điều trị cho cái bệnh lý gì? Thì các em nhìn trên bảng cho cô cái bệnh gọi là cái bệnh Addison. Nghe chữ Addison thấy quen quen không mấy em? Lại thấy quen nữa. Nhìn Addison lại thấy quen quen. Thấy quen quen là tại vì mường tượng là tên ai mấy em? Nhưng mường tượng là cái gì mà thấy quen quen? Addison, đây là cái nhà bác học mà liên quan tới cái vấn đề điện. Cho nên vừa nhìn thấy Edison, Edison thấy hơi quen, thấy quen quen nhưng không phải là quen. Cho nên ở đây nha, đừng có sung sướng hạnh phúc viết cho cô bệnh Edison. Rồi xong phim luôn. Đi ra nói, hỏi thì làm bài được không? Dạ em làm bài được cô, dạ em làm tốt. Sao cuối cùng cũng sắp kỳ với cô, sao em làm bài tốt mà em bị điểm thấp? Thì coi chừng nó có những cái xiết rắc. Ví dụ như ta cái bệnh Addison viết là Addison sao không cho điểm. Các ông này cũng đâu có tìm ra được cái bệnh suy thiếu thượng thận đâu. Còn nếu không biết thì thôi tránh luôn. Tránh luôn, nói cái gì với em, bệnh gì với em? Suy bỏ thượng thận hoặc là suy thiếu thượng thận là sao? Khỏi có rất rối Addison hay là Addison. Nhưng thông thường ra phía sau người ta rất là khuyến khích mình nhớ những cái tên này. Đó là một cái hình thức em ghi nhận cái công lao của những cái người tìm ra được chỗ ấy, dấu hiệu cái triệu chứng bệnh hay một cái cơ quan, một cái chức vọng nào đó trong cái cơ thể rất là ý nghĩa, ảnh diệu lắm cho mấy em. Cái xong mấy em mới nói với cô ơi, nếu tìm ra cái bệnh này đặt tên là tên của cái tác giả luôn luôn chạy đuổi cả cái bệnh nữa, hậu môn thì sao? Em biết không, trong y khoa em tìm ra được bất cứ vấn đề gì đều là một niềm tự hào đó. Nếu em tìm ra cái bệnh đó ở hậu môn, người ta cũng chấp
khuyến khích nhớ những cái tên này, giống như một hình thức mang ơn là nhớ cái người này đã tìm ra vấn đề. Còn nếu lỡ nhớ không chắc ăn thì thôi, thì nhớ là cái bệnh gì với em, suy bỏ tình trạng hay suy yếu tình trạng. Rồi một cái chỉ định thứ hai đó là trong các cái trường hợp ngộ độc cấp tính, thì các em biết trong các cái trường hợp ngộ độc cấp tính các em nó làm xáo trộn, nó làm xáo trộn cơ quan điện giải, xáo trộn các cái pH của cơ thể. Lúc đó em lại không có cái NC này là nguy kịch, có thể nguy kịch. Thì cô chỉ ví dụ cái ngộ độc cấp tính mà đơn giản nhất thôi, nhưng nó gần như các em khỏi nói cái gì xa xôi. Khi mình ăn cái gì xong rồi mình thấy nó bị ngộ độc, mình bị nôn ói nhiều đúng không em? Hoặc là mình bị đi tiêu chảy, cái nhiều khi ngộ độc nặng đúng em? Là trên thì thổ, dưới thì tả, có nghĩa là vừa ói mửa, vừa tiêu chảy. Em biết lúc đó mất nước rất là nhiều luôn. Mất nước nhiều là mất luôn các cái chất điện giải luôn. Lúc đó là cái trạng thái xáo trộn các cái gì không? Đó là lý do vì sao cái người bị tiêu chảy lâu ngày nặng thì người ta phải bổ sung nhiều em, bổ sung vừa nước vừa các cái chất điện giải trong các cái gói gì nghe em? Đó đơn giản nhất, hai đơn giản nhất tức là phải cung cấp lại nước không mất nước mất các chất điện giải ha. Thì ở đây là các cái trường hợp ngộ độc cấp tính mà nặng nghe, chứ còn tiêu chảy ví dụ như mình cầm tiêu chảy thì thôi rồi mình lại bổ sung nước và các cái chất điện giải vô thì mình sẽ vượt qua cơn, lúc đó mình chưa có cần tới NC. Nhưng những cái trường hợp ngộ độc mà nguy hiểm đe dọa tính mạng lúc đó phải cần tới NC, được chưa? Rồi thôi bây giờ cô qua cái khác đi, cô qua đây. Đây cái mà các em luôn thắc mắc đi, hồi nãy cô nói tới cái cơ chế negative feedback, tức là cơ chế điều hòa ngược âm tính. Bây giờ cô xin giới thiệu với các em cơ chế điều hòa ngược dương tính. Dương tính nó khác cái gì nha, chú ý chút xíu chỗ này nha, không phải nó khác chữ cái hàng chữ dưới này đâu, là gắn liền cái hàng chữ này, cuối cùng không có nhớ gì tới các cái mũi tên, không có nhớ gì tới cái dấu cộng dấu trừ, dễ cho cô cái cơ chế feedback dương tính chỉ có cái chữ stress nằm dưới thôi, rất quớt nha, vẫn đủ. Thì vậy thì ở đây các em nhớ cho cô đây là cơ chế điều hòa ngược dương tính, và cơ chế điều hòa ngược dương tính chỉ xảy ra khi cơ thể chúng ta trong cái tình trạng gì đây, nguy kịch, và cái chữ tắt lại là stress. Cho nên nếu một cái câu hỏi ghi như thế này, cơ chế điều hòa ngược dương tính xảy ra khi cơ thể gặp tình trạng chấm chấm chấm, anh thêm chữ gì vô mấy em? Rồi chỉ cần viết có chữ xét vô lấy 11 điểm ngon hơn, sướng không? Còn nếu các em muốn viết là tình trạng nguy kịch hay là nguy hiểm tính mạng cũng được, nhưng cho phép đồng ý luôn lấy tròn số điểm nếu chỉ cần viết vô cái chữ stress mà thôi nha. Rồi như vậy thì cái tình trạng nguy kịch này lúc đó cơ thể chúng ta cái hệ trục hạ rồi, tiếng im tiếng tĩnh thần, không làm việc theo cơ chế điều hòa ngược âm tính mà làm việc theo cơ chế điều hòa ngược dương tính. Dương tính là sao? Các em để ý cho cô, khi nồng độ corticoid trong máu, tức là do tuyến thượng thận nó tăng tiết lắm em, thì khi nồng độ corticoid trong máu tăng lên quá mức sinh lý bình thường thì nó sẽ báo động bên hạ đồi ngừng không tiết CRH, báo động xuống tuyến nghiêm ngừng không tiết ACTH. Vì không có ACTH, tuyến thượng thận mặc nhiên hiểu đó là không cần làm nhiệt, không hoạt động, đó là cơ chế điều hòa ngược âm tính. Còn ở đây các em để ý nè, ở trên đây nồng độ corticoid trong máu tăng lên dữ dội đúng không em, tăng lên mấy cái mũi tên luôn, nhưng hạ đồi vẫn tăng tiết CRH, kích thích tuyến yên tăng tiết ACTH và lại tiếp tục kích thích tuyến thượng thận sản xuất corticoid. Cơ chế này gọi là cơ chế điều hòa ngược dương tính, và cái cơ chế này chỉ xảy ra vào lúc cơ thể chúng ta gặp một cái trạng thái nguy kịch. Sau khi cái trạng thái nguy kịch được vượt qua, tức là qua khỏi cái giai đoạn nguy hiểm đó, thì cơ thể chúng ta sẽ quay trở về gì nhỉ em? Sẽ quay trở về cơ chế điều hòa ngược âm tính, nhớ nha.
Khi mà nguy kịch thì nó đặt cơ chế thì hoàn toàn dương tính, nhưng sau khi vượt qua được cái giai đoạn sóng gió đó rồi thì sẽ quay trở về cái cơ chế điều hòa được âm tính. Vậy thì các em sẽ nói vui, cô sao cô rắc rối cái chỗ này, sao cô nói đi nói lại hoài, có cái gì quan trọng không? Ở đây cô xin thưa với các em, nếu các em hiểu thì các em không bao giờ trả lời sai. Bây giờ cô chỉ kể cái ví dụ này, cái ví dụ này nó gần với cái đời thường cho mình đây. Bây giờ chưa đến mức là chấn thương sọ não, bị tai nạn chấn thương sọ não, chưa đến mức thất tình là đến nỗi mà phải đi mưu sinh, nhưng trong cái cơ thể chúng ta vẫn có lúc xảy ra cái tình trạng stress chứ không phải không. Bây giờ cô chỉ thí dụ thôi, bây giờ tối nay cô về mưa tầm tã, về thì tối rồi đường khuya mưa tầm tã, ác hại cái xe ông ra để mà mưa nãy giờ chết máy, nó không nổ. Rồi đầu tiên hết là cô ra mà cô thấy cái xe cô không nổ máy là cô đã muốn xì chết rồi, đúng chưa? Cô bị căng thẳng rồi, tại vì giờ 10 giờ khuya rồi, cô làm sao đây? Cô đẩy cái xe đi, mệt mỏi quá, quá mệt đến nỗi. Nhưng mà khổ nổi trên cái đường về nhà cô lại đi ngang cái bãi tha ma. Rồi trong lúc cô đẩy đi, tại vì mưa gió phủ phàng, không có ai đi ngoài đường, đường dắt teo dắt ngắt, gió lạnh cô hù, tự nhiên cô nghe cái tiếng bước chân mình sau lưng. Lúc đó tự nhiên sao em? Tự nhiên không biết ở đâu, cái nguồn ở đâu mà tự nhiên cô đẩy cái xe đi rô. Đẩy thì là đẹp, đi thiên là nhanh vượt qua khỏi cái khu vực nguy hiểm này để đi đến một cái khu vực kia, nhà hàng này kia còn mở cửa ban đêm cho nên đèn sáng choang. Lúc đó cái lúc mà cô bị nguy kịch, mà cô bị căng thẳng, cô đẩy cái xe qua được khỏi cái chỗ mà bãi tha ma đó, lúc đó cơ thể cô đang diễn ra cái cơ chế feedback dương tính. Tức là sao? Lúc đó tuyến thượng thận sao em? Nó tăng tiết corticoid. Tủy thượng thận thì tăng tiết gì em? Tăng tiết adrenaline, làm cho tim sao em? Tim đập nhanh, công tăng sức cơ bắp để chi em bơm máu vô hệ tuần hoàn. Đúng không? Lúc đó là lúc đó có hay mà lúc nguy kịch vậy mà tim đập chậm không em? Lúc mà tim đập chậm chết ngắt cũng để mà còn đau đúng không? Đó không còn gọi là cơ chế cứu nguyên á. Lúc đó là tim phải đập nhanh, nó làm gì? Thành ra tim phải đập tịt, đúng chưa? Và sau đó là cô đẩy cái xe đi rồ, cô biết sức ở đâu. Rất chừng cô đi tới cái chỗ đèn sáng rồi, biểu cô đi nhanh lại giống như vậy, cô đi không nổi. Hết xíu hết rồi, là tại vì sao? Lúc mà bị nguy kịch, căng thẳng, còn tuyến thượng thận nó đã kích thích các cái hoạt động, và trong đó cái vai trò của cái tác dụng làm tăng glucose máu rất là có ý nghĩa. Có ý nghĩa chỗ nào? Bây giờ các em chỉ cần mường tượng ra cái xe ông ra của các em thôi là ra hết. Bây giờ cái xe ông ra của em rồi mấy kệ em mà không có xăng xe chạy với em không chạy, vậy thì cái chuyện mà tăng cái glucose trong máu này cái nhằm mục đích gì? Tăng cái glucose trong máu này nhằm mục đích là nó sẽ hệ tuần hoàn tăng cái hoạt động lên để đưa glucose đến tất cả các mô, đến tất cả các mô, tới mô cơ, tới tất cả các mô, tới thần kinh. Lúc đó cái thần kinh cô giáo em ở trong cái trạng thái rất là alert, tức là rất là cảnh giác, chỉ cần liếc coi có ai sau lưng mình không, có ai mà dính dai mình không là chắc mình té xỉu chết chắc rồi. Lúc đó sợ quá, nhưng mà em biết là lúc đó là tim nó sẽ bơm máu đi khắp nơi, cung cấp đưa glucose đến các cái bất cơ, đưa đến các tế bào thần kinh để làm gì cho luôn, để các tế bào nó đốt cháy tạo năng lượng để làm gì. Giống như bây giờ em biết là cái xe ông ra, tất cả các bộ phận của xe ông ra đều có chức năng hết đúng không? Cái piston, rồi cái thắng, rồi cái chỗ rời ga, cái nào cũng có cái kích phận hết. Nhưng bây giờ cái xe đó mà không có năng lượng do xăng cung cấp thì nguyên cái xe nó khỏi có cái bộ phận nào hoạt động hết, nó không làm gì. Vậy thì ở đây tuyến thượng thận khi tăng corticoid là tăng nồng độ glucose trong máu, đưa cái năng lượng tới cho các tế bào, nhờ đó tế bào có sức để làm việc. Lúc đó tại sao các cái bắp cơ của cô nó hoạt động mạnh đến nỗi mà cô đi được nhanh đúng không? Và tay cô mạnh thì cô đẩy cái xe đi, chứ bình thường cô đẩy cái xe ngồi muốn xìu muốn quăng cái xe luôn, những cái lúc mà nó chết máy cô rầu dữ lắm. Thành ra lúc đó là cái lúc
nhờ vào cái vai trò của cơ chế điều hòa ngược dương tính kích thích cả hạ đồi, kích thích cả tuyến yên, kích thích cả tuyến thượng thận, tăng tiết hết để làm gì? Để cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể để hoạt động. Cho nên các em nhớ cho cô, cơ chế điều hòa ngược dương tính sẽ xảy ra khi cơ thể các em đối diện với cái gì với em? Đối diện với một cái tình trạng nguy hiểm, tình trạng nguy kịch. Sau đó là cơ thể chúng ta hài hòa trở lại, điều hòa trở lại liền, cân bằng trở lại liền và trở về cái cơ chế điều hòa ngược âm tính. Nhớ nha các em. Cho nên bình thường trong cái cuộc sống bình thường thì cái cơ chế điều hòa nào đang diễn ra trong cơ thể mình em? Âm hay là dương tính em? Âm tính. Thì khi nào nguy kịch lúc đó mới là cơ chế điều hòa ngược dương.